quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, sau một ngày thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, khuya hôm qua, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg, Xavier Bettel đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam. Ra sự bài tiễn đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Anh Đức. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Anh Đức chúc mừng chuyến thăm lần này đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam Luxembourg nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước 1973-2023. Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cho biết, chuyến thăm Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa 10 và chương trình hành động số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, lồng ghép các nội dung công tác cán bộ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các chương trình kế hoạch của địa phương, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch từng bước được nâng lên, nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tăng từ 30 đến 40%, vượt chỉ tiêu trung ương quy định, tạo được đội ngũ cán bộ kế cận. 1/3 số lượng cán bộ nữ đang đảm nhiệm các chức danh trưởng phó phòng cấp sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện, tỷ lệ phát triển đảng viên nữ hàng năm tăng. Từ năm 2007 đến nay, toàn đảng bộ thành phố có hơn 133.000 đảng viên, trong đó đảng viên nữ đạt tỷ lệ hơn 44%. 15 năm qua, phụ nữ các giới của thành phố đã trưởng thành trong nhiều mặt, nhất là về trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng chuyên môn. Cùng với đó, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được thực hiện đầy đủ hơn, đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của đại bộ phận phụ nữ được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Tính đến cuối năm 2022, thành phố có hơn 1,5 triệu công nhân viên chức lao động, trong đó nữ công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước chiếm đa số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 11, thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, dù có những tác động và khó khăn như đại dịch Covid-19. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân được nâng lên rõ rệt thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình bình đẳng giới, từ đó tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng ta thấy rằng nhiều vấn đề phụ nữ nói chung và nguồn nhân lực nữ nói riêng cần phải được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc và dự báo phù hợp để có chính sách kịp thời. Với hơn 75% phụ nữ tham gia thị trường lao động, thì vai trò và sự đóng góp của phụ nữ là một trong những nhân tố quan trọng tạo ra động lực mới trong phát triển bền vững, trong nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Chúng ta cần phải tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ yên tâm cống hiến, tiếp tục cống hiến, phát huy năng lực và tài năng. Cần phải nghiêm túc và rà soát lại các mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo các yêu cầu đặt ra một cách thực chất. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 84 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 và chương trình hành động số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian qua. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ, đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chúc mừng ngành giáo dục được bổ sung nhân sự lãnh đạo quản lý, bởi sau thời gian thiếu nhân sự mảng mầm non, thành phố đã quan tâm rà soát, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy nhân sự tại Sở Giáo dục Đào tạo thành phố. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Lê Thụy Mỹ Châu cho biết, nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, vừa là thách thức lớn đối với bản thân. Bà mong muốn lãnh đạo sở sẽ hỗ trợ, hướng dẫn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bà Lê Thụy Mỹ Châu sinh năm 1980, trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục,
cử nhân sư phạm, cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Hưởng ứng tháng công nhân, Liên đoàn Lao động quận 1 do bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại nghiệp đoàn xe ôm truyền thống trên địa bàn quận 1. Trao quà chia sẻ khó khăn với người lao động, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thế nhưng tầm vóc, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn để lại những bài học lịch sử sâu sắc, là đỉnh cao chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta ở thế kỷ 20, qua đó để các thế hệ người Việt Nam mãi mãi tự hào và tự tin tiếp nối những giá trị to lớn trong công cuộc dựng xây và phát triển đất nước ngày nay. Buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đợt 2 năm 1968, ngày 5 tháng 5 năm 1968, 5 tháng 5 năm 2023 vừa được quận 1 tổ chức đã mang lại những cảm xúc đặc biệt với sự tham dự của 38 cô chú, thân nhân gia đình chiến sĩ tham gia cuộc tổng tiến công. Phường Cầu Ông Lãnh là một trong những địa danh diễn ra các mũi tiến công trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa đợt 2 Xuân Mậu Thân 1968, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các lực lượng chiến đấu, đặc biệt là lực lượng biệt động Sài Gòn, Gia Định. Mỗi trận đánh, mỗi chiến sĩ biệt động đều là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đó là những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn luôn ghi nhớ, tri ân và noi theo. Để làm cái nhiệm vụ là hút qua lực, tôi đã cắt bỏ cái bàn tay của mình sau khi mà bị thương để cho đồng đội kịp là vượt qua cái bao dây. Mà khi mình chủ động lộ điểm thì nghĩa là mình y như là cái bia cho ở ngoài là lực lượng phía đối phương tiếp tục là đánh dữ dội vào để cho đỡ đổ máu đồng đội. Thì cái chuyện này là cái chuyện hoàn toàn chính là tự nguyện, mình phải sống xứng đáng với các đồng đội đã ngã xuống để cho có hòa bình độc lập hôm nay. Ngay từ sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng thì chúng tôi, những người trong đơn vị, anh em biết anh em nào hy sinh ở đâu thì tìm cách để liên hệ với gia đình cũng như là làm đám giỗ cho các anh em. Từ đó nó mới có hình thành lên cái đình Nhân Hòa để mà thờ các anh em. Và hôm nay thấy được cái sự quan tâm của những cái địa phương mà trước đây mình công tác đối với anh em cán bộ chiến sĩ ngày xưa, thì chúng tôi thấy đó là một cái niềm mà tự hào. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của các thế hệ cha anh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên thực hiện các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dịp này, với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Sài Gòn Cổ, chương trình đã chăm lo 38 suất quà với trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng một suất, tổng giá trị 57 triệu đồng, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các cô chú, thân nhân gia đình chiến sĩ đã tham gia cuộc tổng tiến công khởi nghĩa Xuân Mậu Thân đợt 2 năm 1968. Lực lượng văn nghệ sĩ thành phố Thủ Đức trong những năm qua đã có những đóng góp đáng kể trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, được Thành ủy Thủ Đức đánh giá cao. Đa phần các văn nghệ sĩ có tư duy mới trong lao động sáng tạo, thể hiện tính hiện đại, tính nhân văn và tính dân tộc. Đây là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tổ chức. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 và chương trình hành động số 45 trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn học nghệ thuật có bước phát triển mới khi số lượng các tác phẩm đoạt giải thưởng cấp thành phố và toàn quốc tăng lên. Hoạt động phổ biến, sáng tác, quảng bá các tác phẩm đa dạng, phong phú. Nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn học nghệ thuật ra đời, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân trên địa bàn. Trong công tác quản lý nhà nước, việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh, từ đó phát huy hiệu quả trong bảo tồn và gìn giữ các di sản văn hóa phi vật thể.
Dịp này, 15 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 23 đã được tuyên dương và khen thưởng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ và nhân dân thành phố Thủ Đức với việc xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật, xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Huyện ủy Bình Chánh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023. Hai năm qua, việc thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Bình Chánh ngày càng thấm sâu trong mọi mặt đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục. Ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong các tầng lớp nhân dân. Rồi sau 2 năm thực hiện kết luận số 01, bản thân thấy là càng kính yêu Bác Hồ, càng ghi nhớ công ơn của Bác Hồ nhiều hơn và học tập làm theo tấm gương Bác, cảm thấy mình yêu người hơn, yêu công việc hơn và thấy lòng mình trong sáng hơn và học tập càng và công tác ngày càng tốt hơn. Và cái chính cái bản thân mình như vậy, cái thân mình nó lan tỏa tới cộng tới tập thể. Các tập thể mình lại quan tâm chú ý hơn việc tu dưỡng đạo đức của nhà giáo, thực hiện theo tấm gương của Bác và tinh thần trách nhiệm ngày càng nâng cao, và do đó là công tác của trường mình ngày càng nó có nhiều khởi sắc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, lãnh đạo huyện Bình Chánh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nỗ lực làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể nhất, từ đó tạo chuyển biến, góp phần xây dựng và phát triển huyện Bình Chánh xứng đáng với bề dày lịch sử của huyện anh hùng. Đã đề nghị thế này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu gương, trước hết là phải làm gương trong mọi việc từ nhỏ đến lớn, có nghĩa là mỗi cán bộ đảng viên phải tự làm gương, và đặc biệt là cái người đứng đầu, người lãnh đạo. Và một ý nữa đó là nói và đi đâu với làm. Tôi thấy việc này thì nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nhưng chúng ta phải cố gắng. Chúng ta khi làm cán bộ thì chúng ta luôn ý thức rằng là chúng ta đi làm để phục vụ cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân, lấy cái niềm vui người dân để chúng ta làm cái động lực, là mục đích để làm việc. Dịp này, huyện Bình Chánh đã tuyên dương 57 tập thể và 69 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều phần việc hiệu quả thiết thực trong nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023. Đặc biệt, hội thi viết nhật ký về việc học tập và làm theo Bác là cơ hội để mỗi cá nhân có dịp trải lòng, tự soi, tự sửa hàng ngày, cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là vinh dự của người dân thành phố được mang tên Bác, nơi chứa đựng nhiều dấu ấn của Bác trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Tại các đơn vị công lập sự nghiệp, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã giúp cho mỗi cán bộ đảng viên có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, để từ đó hình thành nên lối sống, phong cách, tác phong đạo đức gương mẫu trong phụng sự nhân dân. Và tất nhiên thì việc xây dựng không gian văn hóa đặc biệt này phải xuất thân từ trách nhiệm, ý thức của mỗi cán bộ đảng viên, dù chỉ là những điều giản dị nhất. Ghi nhận tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cảng vụ đường thủy nội địa thành phố, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Là đơn vị trực thuộc cảng vụ đường thủy nội địa thành phố, cảng vụ số 3 là đơn vị quản lý đảm bảo an toàn cho các bến thủy tại tuyến đường sông ở Bình Chánh và Bình Tân. Địa bàn quản lý mặt nước rộng nhưng không gian làm việc của đơn vị lại chỉ gói gọn trong một văn phòng như thế này. Thế nhưng bằng sự sáng tạo, nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được sắp xếp khoa học, nổi bật ở vị trí trang trọng nhất giữa văn phòng đơn vị với từng chủ đề riêng biệt. Trong cái không gian văn hóa này thì chúng tôi chia làm 3 phần. Thứ nhất là những tài liệu liên quan đến cách mạng, liên quan đến Bác. Tất cả những tài liệu này đều được phát động phong trào cán bộ viên chức, đảng viên của đơn vị tự sưu tầm. Còn đây là những cái hình ảnh hoạt động làm theo lời Bác, không phải là thực hiện theo một ngày, hai ngày. Và đây là
xuyên suốt lâu dài phải được thực hiện thường xuyên. Điểm nổi bật của những không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chính chi bộ tại cảng vụ đường thủy nội địa thành phố luôn tạo sự gần gũi, giản dị nhưng đều được xây dựng, hình thành và làm phong phú bằng ý thức, tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Để từ đó, cái giá trị của Bác sẽ được hiện thực và lan tỏa, chuyển hóa thành hành động cụ thể. Thì qua cái việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì đã giúp cho chúng em rất nhiều đối với trong cái việc rèn luyện bản thân, cả về trong công việc và trong cuộc sống. Trước đây thì đơn vị cũng có một cái cán bộ viên chức là đã từng cứu được 20 người dân nhảy cầu và cũng đã được thành ủy đã tổ chức khen thưởng cũng về nhân rộng cái gương điển hình này. Thì đó cũng là một cái hiệu quả mà từ cái không gian văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ viên chức đã học được và vận dụng trong cái cuộc sống. Về vai trò cán vụ thì mình nói là nó có cái đặc thù là giống như là sông nước, thì anh em là coi như là có cái tự tìm tòi học hỏi và nâng cao cái mục đích của mình là làm sao nêu gương học hỏi Bác để làm những cái việc đời thường, chính công việc của anh em mình là làm sao phải là hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như là giúp đỡ cho doanh nghiệp cũng như là cho các đơn vị cá nhân có liên quan đến công tác đảm bảo bằng một cách thuận lợi, nhanh chóng. Bắt đầu triển khai xây dựng từ hơn một năm nay, hiện thành phố đã có nhiều không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần tạo môi trường rèn luyện sinh động và hiệu quả, khuyến khích sự tu dưỡng, tự nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách gần gũi, thực tế nhất. Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Vào tối qua theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Đây là nhận định được đưa ra sau phiên thảo luận của Ủy ban khẩn cấp về quy định y tế quốc tế của WHO vào ngày hôm qua. Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong hơn một năm qua, các ảnh hưởng xấu của đại dịch đã và đang có xu hướng giảm. Nhờ đó, nhiều quốc gia đã có thể trở lại cuộc sống như trước khi dịch bệnh bùng phát. Trước đó, ngày 3 tháng 5, WHO cũng đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19. Theo đó, WHO sẽ hỗ trợ các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài. Đầu năm 2020, trước tình trạng lây nhiễm nhanh chóng và gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, WHO đã tuyên bố COVID-19 là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Đại dịch đã khiến hơn 765 triệu người mắc bệnh, gần 7 triệu người chết, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm 2022 khi biến thể Omicron lây lan toàn cầu. Hiện tại, số người mắc và tử vong do COVID-19 đang ở mức thấp nhất trong 3 năm, nhưng vẫn còn hàng tỷ người chưa được tiêm chủng trên toàn thế giới. Vào tuần sau, ngày 11 tháng 5, Mỹ dự định sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19. Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến công du 4 ngày tới Đông Phi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới Kenya sau chặng dừng chân đầu tiên ở Ethiopia. Ông Olaf Scholz đã gặp Tổng thống Kenya William Ruto ở thủ đô Nairobi. Chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Đông Phi được cho là nhằm thúc đẩy vai trò của Đức như một đối tác đáng tin cậy trong khu vực. Theo kế hoạch, Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống William Ruto sẽ thảo luận về quan hệ kinh tế giữa hai nước, xung đột khu vực và việc sử dụng năng lượng tái tạo. Ông gọi Kenya là đất nước truyền cảm hứng và đã đạt được những tiến bộ to lớn vì đã sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất 90% điện năng và mục tiêu đến năm 2030 là 100%. Tại cuộc họp báo, cả hai nhà lãnh đạo đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột ở Sudan cũng như thảo luận về các vấn đề nhân đạo và bảo vệ dân thường. Được biết, Kenya có lịch sử lâu dài làm việc với Đức trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể, 92% năng lượng tái tạo trong lưới điện của Kenya ngày nay có sự đóng góp đáng kể của công nghệ và đầu tư của Đức. Thưa quý vị, trong bối cảnh ảm đạm chung của kinh tế thế giới, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây đã nâng dự báo kinh tế khu vực châu Á lên mức cao hơn trước, dù vẫn tiếp tục cảnh báo về những rủi ro từ lạm phát và biến động thị trường toàn cầu do cuộc khủng hoảng ngân hàng phương Tây gây ra. Mời quý vị hãy cùng biên tập viên Đạt Nguyễn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã nâng dự báo kinh tế châu Á và nhận định đây sẽ là khu vực năng động nhất trên thế giới trong năm 2023. Trong đó, nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến kinh tế châu Á,
nhất là đối với tiêu dùng và nhu cầu của ngành dịch vụ. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực ngày 2 tháng 5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo nền kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay, cao hơn 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm 2022. Con số này tiến bộ hơn mức tăng trưởng 3,8% hồi năm ngoái. Điều này có nghĩa là châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Tổng cộng, các quốc gia trong khu vực này sẽ đóng góp khoảng 70% tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023. Đây là một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trong vài năm qua. Trong đó, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm khoảng 50% tăng trưởng toàn cầu. Báo cáo của IMF cũng cho biết Trung Quốc với mức tăng trưởng là 5,2% và Ấn Độ với mức tăng trưởng là 5,9% sẽ là những động lực chính. Hai quốc gia này dự kiến sẽ đóng góp khoảng một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Phần còn lại của châu Á và Thái Bình Dương đóng góp thêm 20%. Đặc biệt, sự hồi sinh mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển của toàn khu vực. Trên cơ sở quốc gia, IMF đã nâng triển vọng tăng trưởng của Malaysia là 4,5%, Philippines là 6%, Việt Nam 5,8% và Lào 4%. Ngược lại, tổ chức này đã hạ dự đoán của mình đối với Nhật Bản, Australia, New Zealand, Singapore và Hàn Quốc. Theo CNBC, IMF đã hạ ước tính tăng trưởng của năm 2023 của Nhật Bản xuống 1,3% để phản ánh nhu cầu và đầu tư bên ngoài yếu hơn và chuyển đổi từ mức tăng trưởng đáng thất vọng trong quý cuối cùng của năm 2022. Nhu cầu trong nước suy yếu tại Australia và New Zealand do các biện pháp thắt chặt của các ngân hàng trung ương cũng được cho là sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng trong năm nay xuống lần lượt là 1,6% và 1,1%. IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% vào năm 2023, tăng từ mức 3% của năm ngoái. Mức tiêu thụ cao ở Trung Quốc có thể sẽ lan sang phần còn lại của châu Á-Thái Bình Dương, qua đó đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu, vì sao kinh tế Trung Quốc lại có sự phục hồi mạnh mẽ đến như vậy? Theo IMF, việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến kinh tế châu Á, nhất là đối với tiêu dùng và nhu cầu của ngành dịch vụ. Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 18 tháng 4, GDP của nước này đã tăng 4,5% trong quý đầu tiên. Mức tăng GDP cao hơn dự kiến là do bùng nổ tiêu dùng sau khi các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 được dỡ bỏ. Người dân đổ xô đi mua sắm, ăn uống và du lịch. Đặc khu Macau đón hàng trăm ngàn người, các cửa hàng địa phương buôn bán tấp nập. Chỉ trong ngày 30 tháng 4, hơn 14.000 người đã đến thăm Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Dữ liệu vừa được chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày vừa qua, doanh thu du lịch nội địa đạt 148 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 21,5 tỷ đô la Mỹ, bằng với mức của năm 2019. Đây là mùa du lịch đầu tiên của quốc gia tỷ dân này kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế dịch COVID-19. Chi tiêu của người tiêu dùng theo đó cũng gia tăng đáng kể. Trong tháng 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ, lĩnh vực dịch vụ tăng 5,4%. Doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh là dấu hiệu tốt cho sự phục hồi tiêu dùng và dịch vụ trong những tháng tới, bất chấp đà tăng trưởng sản xuất chậm lại, lạm phát gây nhiều khó khăn. Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc còn đến từ nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ mà chính phủ nước này tiến hành trong năm nay, chẳng hạn như hỗ trợ mua và phát triển bất động sản. Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ cũng ghi đậm những dấu ấn trong tốc độ phát triển của mình. Việc hệ thống ngân hàng được tinh chỉnh, các doanh nghiệp được xóa nợ sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của tín dụng. Ấn Độ đang thực hiện các cải cách nhằm thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp và khôi phục đầu tư tư nhân. Sự hồi sinh mạnh mẽ của hai nền kinh tế mới nổi lớn nhất khu vực sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển của khu vực châu Á. Chuyên gia kinh tế từ Morgan Stanley cho biết tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ vượt qua cả Mỹ và châu Âu trong năm nay khi mà nhu cầu nội địa đang bùng nổ. Còn IMF cùng với việc tăng dự báo tăng trưởng, tổ chức này đồng thời đưa ra các cảnh báo về những rủi ro đáng chú ý đối với triển vọng kinh tế châu Á. Theo IMF, những rủi ro có thể đe dọa triển vọng kinh tế châu Á
là lạm phát cao hơn dự kiến, nhu cầu toàn cầu chậm lại và tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ và châu Âu. Dù vẫn còn rủi ro lạm phát đáng kể, việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong khu vực châu Á sẽ cần phải được duy trì cho đến khi lạm phát trở lại mức mục tiêu một cách bền vững. Chúng tôi tin rằng lạm phát cơ bản đang trở nên khó khăn. Các ngân hàng trung ương cần phải theo dõi lạm phát và giải quyết vấn đề ngay từ đầu. Vì vậy, những gì chúng tôi đang nói là cao hơn trong thời gian dài hơn đối với châu Á. Khuyến cáo này không áp dụng với các trường hợp ngoại lệ là Trung Quốc và Nhật Bản, nơi sản xuất tạo ra thấp hơn mức tiềm năng và lạm phát vẫn ở mức thấp. Theo các chuyên gia, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại trong năm nay. Tuy nhiên, điều đó không đủ để nền kinh tế của ASEAN đạt được tốc độ như năm 2022. IMF cũng cảnh báo, mặc dù Trung Quốc sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của khu vực, song ngành bất động sản của nước này vẫn tạo ra rủi ro mà các nhà hoạch định chính sách cần phải giải quyết để đảm bảo sự phục hồi đồng đều trong lĩnh vực này. Lo ngại về các rủi ro đã nêu ở trên, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của châu Á trong năm 2024 đi 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 4,4%. Và trong năm sau, vấn đề mấu chốt để tăng trưởng vẫn là sự linh hoạt của các ngân hàng trung ương ở châu Á nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ, kiên quyết đạt mục tiêu giảm lạm phát. Nhìn ra thế giới xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trở lại với các tin tức trong nước. Lễ đón nhận công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023. Đây là thông tin được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận công bố trong buổi họp báo vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi đặc sắc, mang thế mạnh đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận với 12 hoạt động cấp tỉnh như Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ Ninh Thuận 2023, tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bầu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa, giải đua xe đạp, xe mô tô, ô tô địa hình trên cát. Trong đó, lễ hội Nho và Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh, được tổ chức 2 năm một lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Nho và Vang độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, con người, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GDP. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi về đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư tại Ninh Thuận. Tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào hồi 1 giờ sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.